Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi và mình là Thu Trang. Ngày hôm nay thì nhân tiện là chúng mình đang có chiếc tai nghe AB Pro ở đây thì chúng mình quyết định là sẽ tận dụng cái sự chống ồn của nó cũng như là của các chiếc tai nghe chống ồn chủ động khác mà ở trong văn phòng mình có để thử chơi một trò chơi, đấy là Tam Sao Thất Bản. Và luật chơi thì cũng rất dễ dàng thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 người chơi, đó là anh Vinh Sô, chị Linh có cồn, chị Giang và anh Tùng đến từ Vở Studio. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có một trò chơi, đấy là tất cả mọi người thì sẽ quay lưng về một hướng và mình sẽ đưa ra một từ hoặc là một câu để cho người đầu tiên sẽ nhìn thấy cái từ đó và miêu tả cho lần lượt những người tiếp theo. Và chúng ta sẽ xem là người cuối cùng có đoán đúng cái từ và cái câu mà mình đưa ra trước đó không. Và đương nhiên là chúng ta không thể quên sự trợ giúp từ những chiếc tai nghe chủ động này, thì mọi người sẽ bật nhạc thật to và không ai nghe thấy ai nói gì hết. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần chơi luôn nhé. Hột vịt lộn. Đến lượt chị chưa? Hột vịt lộn. Hồn ví. Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Hột hột vịt lộn. Nói đi. Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Khôn vậy. Hột. Hột hột. 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 Kiss kiss. Không phải à? Hột hột. Hôn. Vịt. Phi. Vịt con vịt. Lộn. Hôn. Lộn. Hôn đi. Lộn. Lộn. Quạc. Lộn. Khá. Hôn gật ta. Ba từ. Ba từ. Từ. Hột. Hôn. Miêu vịt. Tả đi em. Hột vịt. Hồn phi. Vịt. Hồn. Con vịt. Hột vịt. Hồn phi phách tán á. Hột vịt lộn. Hồn phi. Lộn. Lộn. Lộn ý. Hột vịt lộn. Ừ. Hột vịt lộn. Sáu từ. Thế. Ăn trông nồi. Nồi trông hướng. Cái gì nói lại đi. Ăn trông nồi. Ăn trông nồi ngồi trông hướng. Sáu từ nhá. Sáu từ. Sáu từ. Ừ. Ok. Ăn. 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 Rồi năm từ. Trông nồi. Ăn trông nồi. Ngồi. Ăn không ngồi rồi à? Ăn. Ăn trông cái nồi. Ăn trông nồi ngồi trông hướng. À, ăn trông nồi ngồi trông hướng. Đó lý. Đấy nhá. Ăn trông nồi. Ăn xong. Ăn trông nồi ngồi trông hướng. Ngồi trông hướng. Ăn xong rồi uống cốc nước. Ăn nhá. Ăn trông ngồi trông nồi. Xong rồi. Không, trông nồi. Ăn xong. Nồi. Rồi. Nồi, nồi, nồi cơm. Rồi đi. Nồi, nồi, ăn nồi xong. Ăn xong rồi ngồi. Ăn xong. Em nghe chị đang nói gì đó đi. Ăn trong. Ăn trong nồi. Ngồi trong hướng. Ăn xong ngồi nồi. Ăn xong nồi. Rồi ngồi trong hướng. Không, ăn trong nồi. Ngồi trong hướng. Ăn trong nồi. Ăn xong nồi. Ăn trông 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 nồi. Ăn ăn trông nồi. Ừ. Ngồi ngồi trông hướng. Ăn trông. Ăn trông nồi ngồi trông hướng. Chuẩn. Ui. Bật nhạc lên. Ngôi nhà. Ngôi. Ngôi ngôi nhà. Ngôi nhà. Ngôi nhà. Nho nhỏ. Nho nhỏ. Ngôi nhà nho nhỏ. Bé nho nhỏ. Nho nhỏ. Nhỏ. Được. Nho nhỏ. Nho. Nho nhỏ. Ờ nho nhỏ. Ngôi nhà, nhà nho nhỏ. Nho nhỏ. Bên mỏ. Bên mỏ. Mỏ. Bên mỏ. Mỏ. Bên mỏ. Kim cương. Kim cương. Ngôi nhà nho nhỏ. Bên mỏ. 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 Bỏ. Cái mỏ.
mỏ ngôi nhà nho nhỏ mỏ bên mỏ kim cương kim cương bên mỏ kim cương ngôi bên nhà mỏ. Nho nhỏ bên mỏ kim cương bên mỏ nhỏ nhỏ bên mỏ kim cương kim cương kim cương nhẫn kim cương ngôi nhà nho nhỏ bỏ mỏ bên mỏ bên mỏ ngôi nhà nho nhỏ bên mỏ ok kim cương sim xương kim nhẫn. Cương kim cương kim cương vàng kim cương quay đi. À kim cương à. Ngôi nhà ngôi nhà nho nhỏ kiểu to nhỏ ngôi nhà nhá ngôi nhà okay. nhỏ ngôi nhà nhỏ nhỏ đúng rồi bên mỏ cái gì mỏ kim cương đúng rồi không ghép lại ngôi nhà nho nhỏ bên mỏ kim cương ngôi nhà nhỏ nhỏ bên mỏ cái... hai từ đấy là gì không kim cương đây. Kim cương kim cương ok kim cương ngôi nhà nhỏ nhỏ cái gì? Kim cương bên mỏ à ngôi nhà nho nhỏ bên mỏ kim cương không biết gì vô không nghe gì cả từ ngôi nhà nho nhỏ bên mỏ kim cương á đọc cả câu đi ngôi nhà nho nhỏ bên mỏ kim cương đúng rồi sao đúng là gì ngôi nhà nho nhỏ bên mỏ kim cương không em bên mỏ kim cương sợ quá bên mỏ à em bảo bên mỏ Cãi lộn Cãi lộn với con cú. Cãi lộn với con cú. Cãi lộn với con cú. Cú. Cú sắc cú. 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 Con cú. Cú. Thú. Cú mèo. Cú mèo. Cãi lộn với con cú. À. Cãi lộn. Hả? Cãi nhau. Cãi nhau. Cãi nhau ấy. Hả? Cãi nhau. Ừ, cãi lộn. Cãi nhau với. Với. Con cú. Con chim cú ấy. Con thú. Con cú. Cú. Cú không phải là thú. Cú. Nhìn như thế, em không nghe gì cả. Cãi lộn với con cú. Cú. Cú đúng không? Cú. Đúng rồi. Cãi nhau với con cú. Không nghe mọi người nói gì cả. Cãi nhau. Với. Con cú. Nói đi. Nói lại em à. Cãi nhau. Con cú. Với con cú. Con cú. Ừ. Chỉ thế thôi á. Cãi nhau với con cú. Sai rồi. Cãi lộn kìa, em bảo cãi nhau. Nó tiếng em là cãi nhau. Bởi vì em không nghe chị nói gì cả. Em nhìn khẩu hình miệng em tưởng chị nói là cãi lộn rồi. Trái chuối. Là sao? Miêu tả đi. Trái chuối chín. Tha. Từ đầu là gì? Trái. T-R. Trái. Ờ. Chuối chín. Quả chuối chín ấy. Cuối á? Trái chuối chín. Cuối. Chuối. Chuối. Chín. Xịn.
chín. Trái chuối chín. À, trái chuối chín. Ba từ. Tay. Bên nào đây? Chỉ. Bên nào đây? Bên nhau. Đây, bên nào? Bên trái. Đúng rồi, trái. 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 Chuối. Chuối, quả chuối. Trái chuồn. Trái chuối. Trái chuồn. Chuối. Quả chuối, quả chuối, quả. À, quả chuối. Ờ, à, trái chuối. Trái chuối. Ờ, chín. 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 Trái chuối chín. Chắc chưa? Chắc. Mẹ đi. Trái. Trái. Hả? Trái. 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 À, trái. Trái. Chuối. 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 Ờ, ok, trái chuối. Chuối. Ờ. Chín. À, chín. Trái chuối chín. Trái chuối chín. Gì nữa? Trái chuối chín. Ờ. Trái chuối chín. Đúng. Trời ơi. Ê, đến đỉnh không? Bắt đầu cứ giả. Quạc. Ok, vậy là mọi người đã thấy được cái sự chống ồn của chiếc tai nghe đến mức như thế nào rồi. Và mong là mọi người đã có những giây phút vui vẻ để theo dõi Phố Ăn Chơi. Mọi người đừng quên like, share, subscribe cũng như là nhấn nút chuông để ủng hộ cho Phố Ăn Chơi. Để ra các clip tiếp theo. Tạm biệt mọi người.